Ngày 23 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giam ông N.T.S.E, 43 tuổi, quê Hà Nội, để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Theo hồ sơ, vào tháng 12 năm 2021, ông K không cẩn thận nên đã chuyển nhầm đến tài khoản của ông E, tạm trú tại thành phố Dĩ An, số tiền 300 triệu đồng. Phát hiện mình đã chuyển nhầm ông ca tiếp tục chuyển thêm các khoản nhỏ và ghi chú xin được nhận lại tiền đồng thời liên hệ ngân hàng làm việc với e thế nhưng ông e không hợp tác và không trả lại tiền cho ông ca sau đó ông ca đã trình báo sự việc với công an thành phố dĩ an tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố dĩ an đã mời ông e lên làm việc giải thích vận động chuyển trả lại tiền nhưng người này không hợp tác căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố dĩ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông e để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật